Hello mọi người ơi, hôm nay ăn kho quẹt nha mọi người. Ăn Kho kho quẹt 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 đó, tôi mời ăn kho quẹt thôi. Kho quẹt thì mình có ít ba rọi, và tôm khô. một vài con tôm khô, rồi nấu kho quẹt mình ăn chung với rau củ quả. Rau củ quả được tiếp tế nay cũng hư hết rồi, còn một ít số ít thôi, cũng còn để mình ăn không hết á. Nói chung mấy cái cải hay là súp lơ thì nó cũng còn ok, cà rốt cà đồ á thì người ta cho thì cũng còn được, rau muống rồi lặt tỉa bớt này. Nó cũng hư hết rồi. Đó, cơm có rau có mắm. Hôm nay ăn cơm với kho quẹt rau với lại cái dưa hồng nấu ngót. Em làm cho anh miếng nước mắm sa tế á, ăn cá ngót mình ăn nước mắm sa tế rồi ngon mọi người. Cơm mỗi người ăn có cái cơm mà mỗi người ăn cơm cái ăn chén à, tới xong cái dẹp cái nồi cho nó rộng rãi một chút, ngon nhất ở đây nhất. Ê, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Dạ. Rồi, xin chào ông già hôm nay con gì đó. Con chào ông bà cô chú đi. Có con quẹ. Chú. Cái quần lên. Ông bà cô chú thấy Mali đẹp trai không? Con là mình chỉ bị gì? Con mình chỉ bị gì? Mình chỉ bị đẹp trai. Đẹp trai. Bây giờ thôi mà quá đi. Ở hôm nay thì ăn cơm với rau củ kho quẹ với lại hết rồi, cả xuống chơi với em đi. Chúng chơi với nhau ấy đi. Cả nhà ơi. Ngon, bạn ăn cơm thôi. Kho quẹt. Đây là con hả? Đây là cá. Đúng rồi, con cá con ăn không? Con cá trẻ vậy hả? Ừ, cá. Rồi xin mời mọi người cùng ăn cơm trưa với gia đình mình nha. Cả gia đình nha, cả nhà nha. Rồi. Rồi để cho ông nội ăn miếng nha. Con lên chơi sake. Chơi chơi sake đi, ông nội ăn miếng ông nội ăn nha. Dẫn em đi chơi đi sake. Sake dẫn em lên để coi abad đi con. Rồi. Này nha mọi người, thấy cái nồi kho quẹt nè. Đó. Và cả thằng bé ăn cái củ cà rốt nha mọi người. À. Ngon. Cái này cứ vô nhà hàng cái dĩa này cũng cả mấy trăm ngàn thôi. Dĩa này lại dĩa chống ngán. Chống ngán của nhà. Mấy ông nhậu là ông thích cái này lắm. Hồi xưa hờ hẹt á là nghèo mới ăn kho quẹt. Rồi bây giờ đó mà mấy người mà vô trong quán mà ăn á gọi là cứ kho quẹt xong. Để nói tới cái gì mình nhớ đó. Bảo ngăn rồi đó lại nhà ăn bé Sưng á. Chơi thấy bé Sưng ăn cơm với kho quẹt. Cái chạy về mẹ 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 bé Sưng ăn kho quẹt ngon quá mẹ ơi. Mẹ làm cho con ăn đi. Cái mẹ kho quẹt chó ăn lần cái nó ngồi nó nhìn mẹ nó cười. Cái hỏi mơ máu ăn nữa không lắm nó thôi. Với rồi cười thấy người ta ăn tưởng ngon. Mà hồi xưa có gì đâu mọi người, hồi xưa là hả nước mắm bột ngọt với tiêu với đường thôi, có nó mặn chát vậy mà có người kho á mà nó sát vô cái đít nồi vậy nè. Không có quẹt phải đó. Dạ nó nồi sao bắt đầu đó là ăn múc rồi ăn chung cái cơm thôi chứ không có gì hết. Hồi xưa con nhớ kho quẹt là hả người ta kẹo lại gọi là quẹt á. Kẹo thì kẹo lại gì nè. Xưa mẹ nhớ nhớ tội nghiệp. Chú Sáu đi lon á. Nói là để đâu. Em chồng với tư mình á cái nào. Lúc mình còn nhỏ mình hay ở chị mình đó. Xong cái anh đó anh bệnh á. Mà nhà hồi lúc đó thì nhà cũng nghèo cũng ăn kho quẹt vậy đó mà ảnh không biết á, cái ảnh biểu mẹ là cưng chế nước mắm vô xong rồi cưng bỏ muối vô rồi kho cho cạn lại cái ảnh bạn chứ ảnh đâu có biết là ảnh nước mắm mà mình kho với nó cạn nó sẽ đông thành muối lại vậy dặn vậy mà chú sáu đó là đi tù theo ông cha làm được chức thầy rồi đó con. Mà không biết sao tới tuổi lính cái bị bắt lính đi á nên bị thương cái bị ông Sáu đó ở Cao Đại á vừa số một á cái bị vô cái hệ thần kinh đi không được luôn
cái phô quẹt á. Dạ, để biết để làm gì không? Hồi nó để dành cho mấy người đàn bà đẻ. Đúng rồi. Đàn bà đẻ á, mình nhớ là bà già mình hồi nó sanh mấy đứa em á. Mấy đứa em mình á, chiên nó ăn cái đó không? Mũ tiêu với phô quẹt. Tôi mình nhớ một lần á. Một chút cá, một chút thịt gì cũng có phô quẹt hết nha hoa. Hồi giải phóng mới về năm 1975, bà già mình, bà cắn bọt thứ 10 à. Cắn bọt thứ 10. Cây xanh ra hồi nó khổ quá. Vậy phóng gì khổ thì ghê luôn. Mà đâu có gì ăn đâu. Mẹ mình xanh đó thì có cái đó, cái nồi phô quẹt này nè. Thấy không? Cái vô cái bả nấu cái nước mắm đổ ra trong xuôi cái kho cho nó khô lại, cho ít tiêu đồ bỏ vô lại thôi. Đúng rồi. Cái rồi mình cũng lén lén mình vô cái rồi mình lấy đũa mình múc lấy đũa này dắt ăn với cơm. Ôi nhớ kỷ niệm mà dễ sợ luôn. Hồi xưa khổ quá bạn. Kinh trời ơi, con chưa biết cái khổ rồi. Khổ lắm. Kinh luôn. Khổ vừa lắm. Giờ mà kể ra mấy đứa nhỏ nó không tưởng tượng được. Không tưởng mà có khổ không? Khổ lắm. Thì bây giờ nè, cũng quay lại tập khổ như ngày xưa rồi đó. Đó, đại dịch nè, dữ lắm luôn. Giờ giống như thời bao cấp mà mấy ông bà xưa hay kể lại. Đi mua thì đồ thì phải có sổ, có giấy, phát phiếu. Bây giờ dạ cũng vậy, đi siêu thị cũng phải phát phiếu, đi chợ cũng phải phát phiếu. Phải ăn người á. Mà đi chợ ngày nhưng mà được 2 ngày đi 1 lần. Ở trên Đồng Nai á, trên chỗ cái miếng rẫy của mình á. Là ở trên đó là bây giờ là mỗi nhà là được phát phiếu mà 2 ngày mới được đi chợ 1 lần. Ngày thì người chẳng, ngày người lẻ đó vậy á. Mình chợ tôi triệu dưới quê mình bây giờ đó thấy không? Dăm dây cấm luôn, ở dưới mình muốn coi cái clip đó, cấm luôn nó trơn. Không chợ, không búa gì hết. Mấy bữa mình gọi điện về cho anh thứ hai mình dưới á. Nói anh hai, muốn mua gì anh hai mua đi, chứ để họ lỡ họ cấm ở dưới rồi. Rồi không có mua được cái gì vô, rồi không có đồ ăn. Anh hai nói chợ quê mà không có sao đâu. Bán, mình vẫn bán bình thường, tại vì trên thành phố là đã cấm hết 10 ngày ở dưới vẫn bình thường nên anh hai mình cũng nói vậy. Nhưng bây giờ mình nói chứ cái cảnh khổ của bây giờ á, nó còn đỡ khổ, nó còn gọi là nó đỡ hơn nhiều so với cái cảnh khổ trước cách đây mấy chục năm. Đúng rồi, bất khổ luôn. Cái khổ mấy chục năm cách đây nó khác hơn cái cảnh khổ bây giờ. Bây giờ nó cũng tạm tạm rồi chứ chưa đến nỗi nào mà như lúc trước. Cái lúc mọi người biết nha, ví dụ như mình không phải mình kể với gia đình mình thì đông anh em quá cực khổ. Họ có khoảng chừng 3 giờ sáng á, 3 giờ sáng bắt đầu cách nhà mình khoảng nửa cây số là có người ta mổ heo. Mổ heo mục đích là hai anh em đi dậy sớm để làm gì không? Ba với chú Bình, không thì ba với bác Ba đi xuống xin nước, đem cái thau một chảng vậy nè. Nước người ta luộc con heo ra rồi đó. Dạ. Đó. Ở ngoài quê á, bán thịt không phải, đó. Không phải giống họ luộc trong xuôi đó. Trong mình. Họ luộc trong xuôi, họ vớt cái thịt ra trong xuôi, có mình xin cái nước cái gì đây đó. Hồi năm đó rồi. Bỏ vô chút muối, bỏ bột ngọt, không không, ăn luôn chứ. Hồi năm 92 á, thì mẹ đã ra ngoài Quảng Nam, mẹ đã thấy vậy không? Thịt á thì luộc sẵn hết trơn à. Rồi cho vô một cái xề vậy nè, cái cải lá chuối vô. Để thịt luộc lên. Gánh đi bán. Gánh đi bán. Ừ. Là ai mua vô, họ lấy có, họ có thức sạch đồ á. Ai mua vô là chỉ cần á, là cắt vô là để lên bàn ăn thôi, khỏi có làm gì hết. Ừ. Như lắm. Mỗi một thế hệ hiểu một cái khổ phải khác nhau cả nhà ha. Như con, ba mẹ kể không tưởng tượng được. Mà nghĩ sau này như đời như xìn ba ly, chay rồi đó. Ba mẹ kể là cả nó ngơ, nó không hiểu luôn. Không thể tin được. Cho nên á, cho nên là Ngọc nó đi Sapa rồi đó. Thấy mấy em nhỏ ngoại khổ á, nó mong sao cho ông chay 10 tuổi là nó dẫn chay về Việt Nam cho, dẫn chay ra ngoài chơi đó. Cho chay. Thấy mấy bạn ở ngoài khổ để cho đi ra cái miền đó rồi mới thấy. Mình ở đây không làm một cái gốc gì hết trơn á. Lắm, đời còn nhiều cái cơ cực lắm. Ở đây có nhiều hoàn cảnh thì cũng rất là đặc biệt lắm. Thấy vậy nhưng mà ở ngoài ngoài đó thì ra Lào Cai, Sa Pa, miền núi á. Ngọc nó để dẫn chay ra bên sình rồi ra quải đặng cho tụi nó biết, để nó biết thương. Dép không có rồi đi. Áo không có, nước không có uống. Nước nấu cơm nó rọ chứ đừng có ăn gì gì. Không đủ ấm luôn, Ngọc nó kể cả nhà em mấy em nhỏ ở ngoài đó không đủ ấm.
đứa nào đứa nấy hả, lạnh gì đó trên cao lên núi nè, đứa nào cũng nấy mũi chảy lông thầm mũi. Ừ. Không mà ấm được á anh, nên lỡ cái mũi là nó khé mũi lỡ. Ừ. Ôi oh, thấy bịch bánh bịch đổ mừng trời đất màu rắm nó đâu xa như mình đi Cà Len đó bắt đầm mi đó. Ừ. Thấy không có bịch bánh bịch kẹo mừng chia nhau mừng 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 lớn dứt ờ mừng chảy dứt em như vậy á như vậy có ba cái quần áo cũ á ví dụ không xài nữa mình dành dụm trở lại mình gom trở lại ví dụ như có chiến đồng bào nào mà hồng cái đỏ làm từ thiện gửi cho ở ngoài đó đó mình cũng gửi cho đó mình gửi cho mấy trẻ em miền núi nó ba đi rồi mới biết cái chứng minh mà chị Mai vậy. Đi chị Mai đi trước nên nói chị Mai mua bong bóng chị Mai mua kẹo mua mấy bánh cho mấy đứa em nhỏ chứ chị Mai kêu mẹ chứ bảy mua thêm số đó cho mấy đứa em hỏi trời ra nó thích lắm đúng y thiệt à thôi ơi người lớn không riêng chị Ngượng nít đâu người lớn nữa lớn ờ, người lớn họ cũng vô người ta xin họ à, đi lên cái lắm. Cái Lầu Cai đó là cái trường đó là trường trên núi mà mọi người đứng là thấy mây đung mà không có nước mỗi lần mà muốn xách nước đi là phải đi cách xa là mấy cây số rồi xách tay không ui à. Mấy cô giáo viên ở ngoài mầm non đó rất là tội cho mấy triệu bạc mừng khóc luôn cái chào mấy lớn lắm suất ăn của mấy em nhỏ đó mỗi đứa có 5.000 đúng không bảo 10.000 thì không nhớ đâu rồi à, có 5.000 hả suất ăn của mấy em đó mà mỗi đứa 5.000 một ngày Ngọc thấy tội nghiệp quá cho mời cô hiệu trưởng vô tặng cô hiệu trưởng 5 triệu để đóng góp vô suất ăn cho mấy em nhỏ trời ơi mấy cô đó mừng thật đó ra là chuẩn bị trung thu mừng rơi nước mắt luôn cả nhà ơi tội lắm có việc mình cũng đi ra đấy phải đi một chuyến chứ xong này cái gì mà đi cực mà lắm lớn lớn gửi lại ba mẹ cái gì cho con đi một chuyến nguy hiểm nữa phải con qua tiêu đường xá khó đi dữ lắm mừng có chứ là sao không có dẫn đường xe đâu có vô được bữa xe nó tưởng nó tụt bánh luôn ớn lắm đi đường đều sa ba đi đường đó xấu dữ lắm sao xấu lắm ui ơi như bỏ thẳng mình đi miền Trung á đi vô Cà Len Cà Đồ mà thẳng chết luôn cái đó còn đỡ Cà Len được còn đường thì vô rồi còn đỡ à, bữa trước á cái đường á là do mưa bão á mưa bão sụp ờ là nó ghê mà không thấy còn cái đường kia đó còn cái đường núi mà mà bây giờ là con đi con thấy vậy đó có mấy chục năm trước mà ba đi á thấy còn kinh khiếp nữa ừ mấy chục năm trước mà ba đi trên đường Sapa, Lào Cai, Yên Bái rồi ba đi mấy năm trước thôi Điện Biên rồi ngồi đường khá đâu có lạ không nghĩa năm mấy là năm 91, 92 anh gặp anh dẫn em với ông Bảo đi chơi á cái thời đợt nó bắt quà rủ ba lên Lào Cai làm ăn buôn bán ba mới để mẹ với ông Bảo ở khách sạn Bắc Giang ở đúng tuần luôn á hai mẹ con ở đúng tuần giờ nhớ lại sợ lắm cả nhà mình giờ nhớ lại đứa con nhỏ như mình hồi xưa mới có 20 mấy tuổi à dân miền Nam mới lần đầu ra xứ mà ra quầy quải ra là hả hai mẹ con gái ở khách sạn rồi ông xã đi với bạn đi lên chỗ Lầu Cai làm mình ở đó một tuần nhưng phải không phải Lầu Cai chứ đâu Sơn Động Bích Động đi lên Sơn Động Bích Động từ từ ở chỗ Bắc Giang đi lên đi đó có khoảng chừng 60 cây số nữa mà đi đường núi á đi lên đó là đi dốc lên đó là sơn rồi cái hả mẹ ở trong khách sạn ngủ ban ngày ban đêm là để điện sáng đêm luôn mẹ không nhớ lúc đó mình 20 mấy tuổi mình bảo mới có 3 tuổi à trời ơi sợ cũng chết luôn ban ngày á thì đi ra ngoài trước á, tổng khách sạn cái đó gọi là nhà nghỉ chứ cũng nhà nghỉ cái đó là nhà máy Phan Đạm ở Phan Đạm Bắc Giang nhớ chứ nhà máy hai mẹ con ở đó sáng ra ngoài trước á ăn sáng trưa đi ăn cơm tối ăn cơm rồi vô đóng cửa không mà ai ở Bắc Giang thì biết nhà máy Phan Đạm Bắc Giang sau này á mình đi ra khách sạn mình đi được sau này nữa cũng như trong cái đợt đó nhưng mà sao mình không ngủ đó nữa mình qua bên khách sạn mình ngủ khách sạn Bắc Giang mình ở quá là sợ luôn phải chừng luôn nói cho mình hồn trẻ mọi người hồn trẻ mình đi dữ lắm nói chung quy là tất cả ở vùng phía Bắc ai trẻ là mình đi rất là nhiều luôn đi hết luôn á từ Nam tới Bắc đi rất là nhiều
nhất là các tỉnh phía Bắc. Thì đó là mình đi ra ngoài đó là 4 tháng đi, đi 6 tháng hả? 6 tháng nhưng mà 4 tháng là em với thằng Bảo về trước. Anh nói sao anh về sao? Ba mua vé tàu lửa cho mẹ với thằng Bảo về trước. Tại nhớ nhớ bà ngoại quá, nhớ nhà quá. Nên mua vé tàu lửa mẹ với Bảo về trước. Ở 4 tuổi nha mà. Về sau. Con 92, năm 4 tuổi. Tôi mấy ngày này ăn rau mới ngon ghê. Nói chưa là hôm nay thiếu rau. Bình thường cái gì cũng thừa. Không mua quý. Đúng rồi. Giờ thiếu rồi, ngoại rau hết rồi. Chạy ra ngoài kia hết rồi này. Bắp cải là ngoại gửi lên 3-4 bắp. 3 bắp. Xong rồi hôm qua bác hàng xóm lại cho một bắp lớn nữa. Chia sẻ ra. Công nhận đất của mình đất đỏ tốt ghê, trồng rau làm củ cũng tốt. Dòng. Nên cái bắp cải, cái củ cải trắng đó, nó bự hơn. Cái bắp cải mà ha. Ngoài đất năm. Năm đất Lắk cũng là miền đất đỏ đó chứ. Rất tốt. Để ước gì sau này có tiền mua được miếng vườn nhỏ nhỏ lên đó trồng rau nuôi gà ngon. Nuôi gà. Hết luôn. Đó, ăn về chứ xong cái clip này cái chiều ăn tiếp lại. Ăn ngon quá. Mấy ngày trời mưa lạnh 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 thế nhỉ. Thời gian mưa lạnh 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 ăn cái kho quẹt rồi vậy ngon. Buồn lắm, dịch bệnh. Rồi mưa nè. Mưa, trời rất buồn yêu rồi đó nhà ơi. Buồn lắm. Mà cũng đỡ, cái cảnh gì mình thấy gì mình cũng đỡ. Với nhiều người mà có cái cảnh mình nhìn đó. Mà bây giờ gạo không có nấu nghe, không có gạo ở nhà để nấu không? Ba nghĩ điều đó nghe, con thì đông, tiền phòng trọ thì không có để đánh. Thì ta hối tới đích, trời ơi, mấy cái cảnh đó không biết sao nó hút ruột thuốc ra. Mình đã có những cái hoàn cảnh đó rồi, nên mình biết, mình lâm vô những cái khúc đó rồi. Rồi có những cái trời nó buồn, ở Hà Nội mọi người đi làm á, có những khi mà trời nó buồn, nó mưa phùn, mà ở Hà Nội thì nó lạnh lẽo. Trời ơi, không thể tả nổi. Mà phần thì nhớ nhà, nhớ em út, rồi cha mẹ ở trong Nam này, rồi cũng nghèo khổ, đủ nhiều cái cảnh mà mình không có thể nào mình hiểu nổi. Bởi vì bây giờ lúc nào cũng nhớ là cái cảnh đó, phải đọc trong cái đầu. Có miếng ăn rồi cái lại nhớ cái lúc không nhớ có cái ăn. Lúc đó. Rồi cái lại quý miếng ăn. Xin chào. Bởi giờ, giờ con biểu mẹ xài phong phí, mẹ cũng không xài được. Là do cái bản chất nó đã như vậy. Bản chất nó vậy. Thua. Chắc là thành con người không có cách nào mà không tưởng tượng nổi luôn. Những có những khi mà đêm mọi người biết không, có những lúc mà mình làm rồi trong trưa cái mình muốn đi về quê thăm nhà đó Tết đó, có nhiều khi hết tiền rồi không về thăm nhà được. Tức là trước khi đó, trước cái đó là mình gửi tiền về nhà trước rồi, cái gần Tết mình làm không được. Gần Tết cho làm không được, làm không được cái nó mắc kẹt lại luôn, mắc kẹt luôn ở ngoài người xứ người luôn, ở quận ở Đà Nẵng luôn. Đêm mùng một Tết, đêm giao thừa ngồi nhớ những cái cảnh quê hương, mang nhớ cha mẹ rồi nhớ em út heo. Rồi muốn khóc luôn. Một mình, một thân, một mình ở một cái khách sạn một. Có mình thôi. Đó. Con thấy không? Ngồi chờ con người ta đón giao thừa mà uống một, hai chung rượu trong nửa đêm rồi. Đứt ruột ha. Đứt ruột, đứt gan rồi. Đứt ruột, đứt gan. Đó mà Tết, mấy ngày đó mà nghe xuân này con không về nữa. Thôi vậy chứ. Không bình thường á, nếu mà Tết thật sự, nếu mà không về quê mà ở nhà ở đây mà mình nói thiệt, mình hình như năm nào cũng vậy, năm nào mà Tết mà nghe mà cái bài xuân này con không về là điều hả, thấy cảm thấy nó kỳ lắm. Bản thân mình thì có quê hương mà mình thật sự là mình cũng xa quê hương cũng lâu, đi về Bến Xa Bến Tre cũng lâu rồi, đi lên Sài Gòn gần 20 năm. Nhưng mà Tết mà mình chuẩn bị Tết mà nghe ở đâu đó băng 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 mà xuân này con không về, cái mình tưởng tượng lại cái cảnh những anh chị ở xa quê, rồi những cô chú anh chị ở nước ngoài mà Tết vào có về xâm hợp gia đình nữa, mình tưởng tượng mình thương dễ sợ. Đúng rồi, như mẹ nè, mỗi lần mà tới tháng 3 mà cũng bổ á, cái lúc mà ông nghe trong TV nói dù ai đi ngược thì xui, nhớ ngày giỗ tổ 10 tháng 3, tự mình nghe mình nghe kêu. Mình nó chạnh cái lòng mà nó buồn. Bởi vậy mà nó nôn nao trong lòng đó. Người mà lúc nào phải gây gắn bó với hai chữ quê hương lúc nào mà đi theo mình tới già tới chết luôn vậy. Người mà nói về cuộc đời á, ai nó cũng có cái sự đau khổ hết.
ai cũng có cái đau khổ, mà đau khổ ít với đau khổ nhiều thôi. Có những người mà hạnh phúc lắm á, những người mà hạnh phúc lắm, họ đẻ con họ giàu từ trong trứng giàu ra đó, là nó khác. Họ hoàn cảnh như mình đó là mình coi như là mình từ cái nghèo khổ, mình mưu sinh tự lập, mình khổ cực coi như là từ nhỏ cho tới lớn luôn. Mình mới thấy cái đồng tiền, cái miếng ăn nó giá trị lắm. Mình không có thể nào mình bỏ qua những cái chuyện này được hết. Mình thấy bây giờ mình đã ăn được như thế này rồi thì lúc nào là mình cũng nhớ lại những người khác. Mình nhớ những cái cảnh đời họ còn nhiều, cái cảnh đời họ bất hạnh hơn mình nữa. Nên lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tôn quý cái giá trị, cái đạo đức, giá trị của cái đồng tiền mình làm ra. Đó là cái hạnh phúc nhất trong cuộc đời luôn. Rồi vậy thôi, bữa cơm nay vậy. Tới đây cũng dài nãy giờ. Đó cũng nói chuyện bữa ăn xưa tích cổ xưa. Rồi cũng nói những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống đời thường của hàng ngày của mỗi người. Thì có thể mình cũng xin kết thúc cái video đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người. Bye bye cả nhà. Xin chào cả nhà.